Ánh Hồng, Sơ Phương Trang xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Thánh Geronimo có một câu nói bất hủ như sau: không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Thật vậy, người xưa có câu vô tri thì bất mộ. Nếu các bạn không tìm hiểu Kinh Thánh, không siêng năng đọc lời Chúa, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào? Vâng, đúng vậy đó các bạn. Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Các bạn có thích học Kinh Thánh không? Có lẽ các bạn sẽ nói: mình rất thích học Kinh Thánh, nhưng tiếc là mình không có nhiều thời gian, vì mình còn phải bận đi làm, đi học và cả 1001 lý do khác nữa. Và cũng các bạn sẽ thẳng thắn nói với Sơ rằng mình không cảm thấy hứng thú với Kinh Thánh, vì mình cảm thấy Kinh Thánh thật là khô khan, chẳng lãng mạn như là tiểu thuyết hay là hấp dẫn như truyện tranh Nhật Bản. Vậy trong buổi nói chuyện hôm nay, quý Sơ sẽ giúp các bạn đẩy lui những suy nghĩ tiêu cực để các bạn yêu thích Kinh Thánh hơn. Và qua Kinh Thánh, các bạn sẽ cảm nhận được Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa rất tuyệt vời. Và bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Kinh Thánh nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một vòng để tìm hiểu tổng quan về bốn tin mừng: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Các bạn có biết vì sao gọi là các sách tin mừng không? Bốn cuốn sách đầu tiên trong Bộ Tân Ước là các sách Matthew, Marco, Luca và Gioan, được gọi là các sách tin mừng hay phúc âm vì ba lý do chính sau đây. Thứ nhất, vì những sách này tường thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống, đã chết và đã sống lại. Thứ hai là những sách này loan báo về ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người để nâng con người lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Và thứ ba là sách này loan báo về nước Thiên Chúa đang ngự đến. Đây chính là một tin mừng, một phúc lành phải không nào? Nói tóm lại, các bạn chỉ cần nhớ một điều duy nhất thôi, đó là các sách này được gọi là tin mừng vì nó loan báo tin vui ơn cứu độ cho con người. Đơn giản quá phải không các bạn? Chị ơi, em thấy là trong thời đại ngày hôm nay, người Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, thường có khuynh hướng chỉ đọc Kinh Thánh Tân Ước thôi mà không để ý đến Kinh Thánh Cựu Ước. Vậy thì theo chị, nếu chỉ đọc Kinh Thánh Tân Ước thì có thể hiểu hết được giáo huấn của Chúa trong toàn bộ Kinh Thánh không? Chị nghĩ là cũng có thể, vì Cựu Ước chính là hình bóng của Tân Ước và Tân Ước kiện toàn Cựu Ước. Trong đó, Đức Giêsu Kitô là trung tâm của lịch sử cứu độ. Nên khi tìm hiểu về con người và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước, chúng ta cũng có thể hiểu được Kinh Thánh. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta được quyền biện lý do làm biếng không học các sách về Cựu Ước đâu nhé. Dạ vâng. Chị ơi, bây giờ chị em mình cùng nhau tóm tắt nội dung chính yếu của lịch sử cứu độ để cho các bạn đang theo dõi dễ dàng tìm hiểu các sách tin mừng nha chị. Sẵn sàng thôi. Nhưng mà bây giờ ai nói trước đây? Thôi bây giờ kính lã đất thọ, em mời chị nói trước nha. Được thôi. Như chúng ta đã biết, ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo thế giới với muôn loài muôn vật thật là tốt đẹp. Ngài đã yêu thương tạo dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa và tín nhiệm đặt con người làm đại diện của Thiên Chúa để cai quản toàn thể vũ trụ này. Nhưng tiếc thay, con người đã sa ngã phạm tội và quay lưng lại với tình thương của người. Nhưng điều thú vị ở chỗ đó là cho dù con người phạm tội, bất xứng, quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Ngài còn hứa ban ơn cứu độ qua dòng lịch sử của dân tộc Israel. Đầu tiên, Thiên Chúa chọn ông Abraham làm tổ phụ dân riêng của người. Kế đến, người chọn ông Môsê để dẫn đưa dân người vượt qua biển đỏ, thanh luyện dân trong sa mạc và hướng dẫn dân tiến về miền đất hứa. Sau đó, Israel trở thành một vương quốc hùng mạnh với những vị vua nổi tiếng như là vua David, vua Solomon. Nhưng một lần nữa, dân Israel lại quay lưng với tình thương của Thiên Chúa. Và không chỉ một lần này đâu, mà còn nhiều, nhiều lần khác nữa, dân đã kiêu ngạo, chối bỏ tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn không từ bỏ dân người. Có thể nói là toàn bộ lịch sử của dân tộc Israel được tóm gọn trong bốn chữ: tội, phạt, hối, cứu.
Vâng, và khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai chính con một của Ngài đích thân đến trần gian để khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của ơn cứu độ. Đây chính là niềm hy vọng của nước Thiên Chúa đang ngự đến. Đó là lý do vì sao trong các sách tin mừng có rất nhiều câu chuyện kể về việc Chúa Giêsu giải phóng con người khỏi tội lỗi, bệnh tật và cái chết. Và có câu chuyện kể về lòng quảng đại của Chúa dành cho người nghèo, lòng yêu thương, tha thứ cho cả kẻ thù của mình nữa. Đúng rồi, Chúa Giêsu luôn muốn mời gọi chúng ta sống trong một thế giới mới, thế giới của tình yêu và sự tha thứ. Đây là một trong những mục tiêu chính yếu của Phúc Âm, để cho thấy Chúa Giêsu đang đưa toàn bộ câu chuyện Kinh Thánh đến sự thành toàn của nó. Chính vì thế mà trong các sách tin mừng thường trích dẫn rất là nhiều cựu ước, ví dụ như việc Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Thánh sử Matthew đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ngôn sứ Mica đã tin báo việc này từ ngày xưa, có ở trong Mica chương 5 câu 1. Thế chị Hồng có nhớ trong đoạn Mica chương 5 câu 1 ngôn sứ Mica đã nói về điều gì không? Để em nhắc nha. Đó là việc ngài nói về việc Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Nhớ rồi. Matthew chương 2 câu 6 đã trích dẫn Mica chương 5 câu 1 nói rằng: "Phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời." Chị Hồng gọi là siêu trí nhớ luôn đó. Xin cảm ơn. Chị ơi, em có một chia sẻ muốn nói với chị. Đó là trước đây khi mà đi một vụ giáo xứ thì có một người giáo dân đến nói với em là: "Sơ ơi, con thấy tất cả các sách Phúc Âm đều nói về Chúa Giêsu thì chỉ cần một cuốn là đủ rồi. Chứ mắc chi phải có bốn cuốn, đọc cho thêm rắc rối mà thấy nó lúng túng lắm." Thì lúc đấy em chỉ biết cười thôi và hẹn là sẽ trả lời sau, vì em nghĩ là kinh nghiệm về Kinh Thánh của mình còn rất là ít ỏi. Thì hôm nay nhân tiện chị em mình nói về sách tin mừng thì em muốn hỏi chị là nếu trong trường hợp là chị thì chị sẽ trả lời câu hỏi của người giáo dân đó như thế nào? Ồ, câu hỏi đó rất là hay. Vậy thì theo các bạn nghĩ là có cần bốn cuốn sách tin mừng không? Xin thưa, theo ý kiến cá nhân, suy nghĩ là cần bốn cuốn sách tin mừng vì sự đa dạng của các sách tin mừng là có mục đích. Mục đích đó là nhằm giúp cho chúng ta vừa có cái nhìn phong phú, vừa có cái nhìn tổng hợp và cũng không kém phần chi tiết. Ví dụ như là dịch bệnh Covid-19 là một cái sự kiện hiển nhiên ai trong chúng ta trong cái thời đại này cũng đều biết hết. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng coi, 100 năm hay thậm chí là 1.000 năm sau, các thế hệ con, cháu, chắt, chút chít của chúng ta sẽ dựa vào đâu để biết biến cố này? Xin thưa, đó là những trang lịch sử. Nhưng chắc chắn lịch sử Trung Quốc viết về sự kiện này sẽ khác với lịch sử của Mỹ và cũng sẽ rất khác với lịch sử của Việt Nam, đúng không ạ? Yeah. Tương tự như vậy, bốn tác giả Phúc Âm đã định hình và sắp xếp những câu chuyện của họ về Chúa Giêsu khác nhau vì hai lý do chính. Thứ nhất là vì độc giả của họ khác nhau, và thứ hai là mỗi tác giả sẽ có những chủ đích thần học khác nhau khi nhấn mạnh đến những điều khác nhau về cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Ở đây cũng xin lưu ý một điều: Kinh Thánh nói chung và các sách tin mừng nói riêng không phải là các sách lịch sử. Các tác giả tin mừng trình bày các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu với một mục đích mà tin mừng Gioan chương 20 câu 30 đến câu 31 đã khẳng định rõ. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được ghi chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Em thấy cách giải thích của chị rất là hay. Và qua cái cách giải thích của chị á, thì em có thêm một ý tưởng, đó là ví dụ như Thánh sử Matthew, độc giả của Thánh sử Matthew là người Do Thái, nên Thánh sử đã trình bày Chúa Giêsu là một đấng Messiah đã được Thiên Chúa phán hứa và loan báo từ ngàn xưa. Ngoài ra, Thánh sử còn giới thiệu Chúa Giêsu như là một Môsê mới nữa. Còn đối với tin mừng Marco, vì Marco viết cho các cộng đoàn ngoài Do Thái giáo, nên tác giả không có trích dẫn nhiều Kinh Thánh Cựu Ước mà
giới thiệu một cách trực tiếp về con người và cuộc đời của Đức Giêsu, như ngay trong câu đầu tiên của Tin Mừng Marco đã nói rằng: khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Còn Thánh sử Luca, vì Ngài là thầy thuốc và được mệnh danh là văn sĩ của lòng nhân hậu, nên hầu hết trong tất cả các chủ đề của Tin Mừng Luca đều xoay quanh về vấn đề lòng thương xót Chúa. Nổi tiếng như dụ ngôn người con hoang đàng, hay còn gọi là người cha nhân hậu, dụ ngôn con chiên lạc, hay là dụ ngôn người Samaria tốt lành. Còn Tin Mừng Gioan thì như thế nào chị nhỉ? Tin Mừng Gioan, vì tác giả Tin Mừng Gioan được mệnh danh là người được Chúa yêu, nên có một cái nhìn rất là độc đáo về mầu nhiệm Đức Giêsu và sứ mạng của Người. Ngài đã khẳng định rằng Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Đấng Mêsia mang đến cho thế gian đức tin và sự sống đời đời. Nói tóm lại, các tác giả của các sách Tin Mừng không chỉ muốn chúng ta biết về Kinh Thánh trên phương diện trí thức, mà còn mời gọi chúng ta áp dụng Kinh Thánh vào trong chính cuộc sống của chúng ta, để chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa là Cha yêu thương, luôn hằng quan tâm chăm sóc chúng ta. Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Hãy đến với Chúa, hãy học với Chúa, vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Qua những chia sẻ của quý sơ, sơ hy vọng là các bạn sẽ cảm nhận được rằng Kinh Thánh không đến nỗi quá khô cứng và quá khó hiểu như các bạn nghĩ, phải không nào? Kinh Thánh chính là câu chuyện tình yêu mà Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta. Vậy để có thể hiểu hơn về câu chuyện tình yêu này, mỗi ngày sơ mời gọi các bạn, chúng ta hãy quyết tâm dành ra 5 phút, chỉ 5 phút thôi, không là quá dài phải không các bạn? Để chúng ta cùng học Kinh Thánh, cùng lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta điều gì nhé. Buổi nói chuyện đến đây xin được tạm dừng. Mến chúc các bạn luôn bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.